Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang theo dõi channel của Chính Tầm Mobile. Ngay bên cạnh mình đây là một cái chiếc máy lọc không khí của nhà Xiaomi với phiên bản là máy lọc không khí Xiaomi 4 Compact. Và với giá bán của chiếc máy lọc không khí này thì cực kỳ hấp dẫn luôn, đủ để cho các bạn có thể mua trải nghiệm thử. Và giá bán của nó hiện tại đang là 1.450.000 đồng. Với chiếc máy lọc không khí này thì khi mà các bạn sử dụng á, thì nó sẽ giúp cho môi trường sống của chúng ta trở nên trong lành hơn nè. Nó sẽ giúp lọc sạch được những cái bụi bẩn, bụi mịn với kích thước là hạn PM2.5 cực kỳ nhỏ luôn, và khói, mùi thuốc lá, mùi hôi, và khi mà các bạn có nuôi thú cưng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ giúp lọc sạch được cái lông của thú cưng bám dính trong không khí của các bạn sống. Và với kích thước này thì các bạn có thể sử dụng tối ưu được trong căn phòng có diện tích từ 16-27m2. Và để có thể trải nghiệm chi tiết được sản phẩm này thì ngay bây giờ đây hãy cùng mình vào phần tìm hiểu luôn nha. Với phiên bản của máy lọc không khí này thì các bạn sẽ sử dụng phù hợp cho diện tích từ 16-27m2 là sử dụng tối ưu nhất rồi. Và các bạn có thể đặt nó ở trong phòng làm việc nè, phòng có trẻ em, nên là chúng ta không có sử dụng được trong những căn phòng lớn cho cả gia đình mình nha. Nó sẽ không có thể nào mà lọc được một cách tối ưu nhất. Về cái thiết kế thì các bạn đánh giá nó như thế nào? Kích thước chiều cao của nó sẽ là 320mm và kích thước chiều sâu của nó sẽ là 220mm. Nó không quá lớn đâu mọi người, nó khá là nhỏ và gọn, nên bạn có thể lắp đặt ở một cái vị trí nào đó nhỏ trong căn phòng của mình mà không sợ là nó chiếm quá nhiều diện tích. Về mặt thiết kế thì tông màu sắc của nó sẽ là tông màu trắng, dễ dàng với bất kỳ những phong cách nào khi mà các bạn sử dụng và lắp đặt. Đồ của Xiaomi thì mọi người quá quen với cái tông màu này rồi, dễ sử dụng. Có điều một cái là khi mà các bạn sử dụng lâu thì nó hơi bị ngã màu một tí. Đây là điều mà mình chia sẻ thật. Tiếp theo, thiết kế của nó, phần ở phía dưới sẽ là bộ lọc. Và để cho các bạn thay bộ lọc thì rất là dễ, mình sẽ mở nó ra ở phía sau như thế này. Đó, bộ lọc của nó sẽ nằm ngay phía dưới luôn. Khi mà các bạn thấy thông báo là bộ lọc nó đã hết cái khả năng lọc sạch rồi, nó báo dơ rồi, thì các bạn chỉ cần xoay nó ra. Đây là bộ lọc của nó. Và khi nói về bộ lọc thì mình sẽ chia sẻ thêm với mọi người luôn. Với bộ lọc của chiếc máy lọc không khí Xiaomi 4 Compact này thì nó sẽ sử dụng bộ lọc P3. Bộ lọc P3 thì quá quen rồi mọi người. Đồ của Xiaomi với bộ lọc P3 thì nó sẽ giúp loại bỏ được nhiều mùi nè, những cái bụi hạt siêu mịn luôn với kích thước là PM2.5, rồi mùi khói trong không khí nè, kháng khuẩn nè. Tại vì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái lớp lưới để bọc được những cái hạt bụi to ở bên ngoài, còn lớp ở bên trong cùng thì là lớp lọc P3. Lớp lọc P3 thì nó sẽ lọc được những cái hạt bụi siêu mịn luôn. Và ở trong sau cái lớp lọc P3 thì nó sẽ là một cái lớp than hoạt tính nữa. Và sau lớp than hoạt tính thì nó sẽ một cái lưới lọc bằng lớp biển, bằng bọc biển. Đó, mọi người có thể thấy là lần lượt nó sẽ có 4-5 lớp lưới lọc, lớp lọc của cái loại lọc này. Và trong trường hợp mà các bạn đã sử dụng cái này nó đã dơ rồi thì các bạn có thể mua thay thế nha. Cửa hàng của mình cũng có bán thay thế luôn. Để sử dụng cái chiếc máy lọc không khí này thì các bạn sẽ có hai cách. Đầu tiên là các bạn có thể sử dụng nó bằng thao tác thủ công, và đây là cái phần ở trên này, nó sẽ có tất cả những cái phím cảm ứng để cho các bạn có thể lựa chọn. Và cách để cho các bạn có thể sử dụng được thao tác thủ công, đầu tiên mình chỉ cần nhấn nút. Đó. Và sau khi mà các bạn nhấn nút xong thì phím nút ở bên này, cái phím chạm cảm ứng ở bên này để cho các bạn có thể lựa chọn với các chế độ khác nhau. Hiện tại thì mình đang lựa chọn một cái chế độ, đây là cái chế độ phù hợp trên, nói chung là ok, biểu tượng hình trái tim. Sang lựa chọn một cái chế độ khác có thể biểu tượng hình chữ A, đây là chế độ automatic, thì nó sẽ tự động cảm biến được rằng có một cái mùi hương hôi nè, mùi hôi, hay là các bạn sử dụng cái nó quá nhiều thì nó sẽ tự động hút cái chế độ automatic này. Rồi, mình có thể lựa chọn cái chế độ có biểu tượng hình mặt trăng, đây là chế độ khi ngủ vào giấc ngủ. Nếu như mà các bạn không muốn đèn sáng ở đây thì các bạn chỉ cần bấm nút tắt thôi, thì ngay lập tức đèn sẽ tắt. Như các bạn cũng thấy thì với thiết kế đèn báo 4 màu, nó còn giúp thể hiện chính xác được những thay đổi về không khí trong gia đình của mình, giúp cho mình có thể thuận tiện theo dõi. Ví dụ như mà khi màu xanh lá thì sẽ cho biết là chất lượng không khí trong lành nè, màu vàng thì là ô nhiễm thấp, màu cam thì là ô nhiễm trung bình, và cuối cùng thì là ô nhiễm nặng khi mà đèn báo hiển thị màu đỏ. Sau khi mà các bạn đã sử dụng được bàn thao tác thủ công rồi thì các bạn kết nối với lại app Mi Home. Kết nối với app Mi Home xong thì đây là giao diện của nó. Giao diện trực quan thì mình thấy là khá là dễ nè, dễ sử dụng. Ở đây nó hiển thị lên cho mọi người nút tắt mở đầu tiên, nút tự động nè, đó, ở đây.
Đây, filter còn lại đang là 100%. Khi mà các bạn xài và cái lượng độ sạch của nó nhiều ít thì nó sẽ hiển thị lên cho mọi người luôn. Ở đây thì mình còn có thêm cái tính năng hẹn giờ nữa. Ví dụ như các bạn sẽ bắt đầu hẹn giờ. Ở đây mình sẽ hẹn giờ bắt đầu một lần. Ở đây mình sẽ hẹn giờ được 24 giờ cả phút luôn. Mình cho nó trong vòng 4 giờ đi, cho mình cái giấc ngủ mình cần cái độ sạch của không khí khi mình ngủ đó. Thì nó sẽ tự động tắt mở mỗi ngày luôn. Tự động hóa thì các bạn có thể lưu lại cái nhật ký của mình với những cài đặt khác nhau. Kiểu truyền thống thì là kiểu bình thường. À, ngoài ra thì các bạn còn có thêm một cái tính năng, đó chính là khóa trẻ em. Ngay lập tức khi mà các bạn đã bấm nút khóa trẻ em rồi thì mình thử nha, mình thử test ở đây. Sau khi mà mình bấm, nó có hiển thị gì không? Nó báo biết thôi mọi người, chứ nó không có nhận cái thông tin gì hết. Đó. Và nó vẫn thực hiện cái chế độ vào giấc ngủ, chế độ lọc không khí khi ngủ. Tình huống sử dụng thông minh. Ở đây khi mà các bạn sử dụng thông qua app thì nó sẽ có đa dạng các tính năng hơn và mình cũng sẽ linh hoạt hơn khi sử dụng. Và với giá bán của một chiếc máy lọc không khí về cơ bản của nhà Xiaomi, mình thấy giá bán 1.450.000 đồng mà có thể lọc được bụi bẩn là không khí, đạt hiệu quả lên đến 99.97% thì cũng khá ok rồi. Và không những là bạn sử dụng mà cả gia đình mình đều có thể sử dụng và mang lại một cái sự trải nghiệm tốt cho cơ thể của mình và hệ hô hấp cũng như là môi trường xung quanh. Và nếu như bạn đang cần tìm cho mình một cái chiếc máy lọc không khí với phân khúc giá tầm trung để có thể trải nghiệm thử, thì mình giới thiệu cho các bạn một chiếc máy lọc không khí của nhà Xiaomi với phiên bản là 4 Compact. Và đường link chi tiết mua tại của sản phẩm thì mình có đính kèm ngay bên dưới, còn không thì các bạn có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của 98 Mobile. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.